Chợ Bến Tre kính chào quý vị khách hàng thân mến. Vì lời đầu chợ Bến Tre là xin kính chúc quý vị khách hàng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay chợ Bến Tre là giới thiệu đến quý vị một căn nhà mái thái rất đẹp và sang trọng, trực thuộc là xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì đường trước nhà là đường đan 3,5 m, cách lộ nông thôn liên ấp khoảng là 30 m. Đường xe thì ô tô là 16 chỗ là chạy tới đất. Thì tổng diện tích sân và nhà là 122,6 m², có chiều ngang là 5 m, có chiều dài là 24,25 m. Thổ cư là 100% hướng nhà là hướng Tây Bắc. Nhà gồm sân trước, phòng khách, không gian bếp, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Thì nhà được lót gạch và ốp gạch toàn bộ là từ ngoài sân vào bên trong nhà, từ phòng khách, không gian bếp, hai phòng ngủ, phòng vệ sinh, vân vân. Thì phòng khách hai bên tường thì được là trang trí bằng hai bức tranh được ốp rất là đẹp và sang trọng. Như trần nhà, phòng khách được đóng la phong thạch cao, được trang trí là tranh ảnh 3D, nhìn cảnh cũng rất là đẹp và tinh tế, và trang trí là thêm là bộ đèn chùm rất sang trọng. Thì không gian bếp và hai phòng ngủ đều được là đóng la phong thạch cao và được trang trí là rất là đẹp và bắt mắt. Thì giá bán của căn nhà là 1 tỷ 400 triệu đồng. Về tiện ích thì đã có sẵn điện nước, sẵn sổ. Thì cách trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng là 2,5 km, cách khu công nghiệp Giao Long là khoảng là 5 km, gần trường mẫu giáo, trường tiểu học Hữu Định, gần bệnh viện, vân vân. Thì giá bán 1 tỷ 400 triệu đồng là cái giá rất hợp lý với căn nhà này. Thì quý vị khách hàng xem video thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. Thì quý vị khách hàng là những người xem mới thì nhớ nhấn đăng ký kênh góc dưới bên phải của màn hình để nhận được các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Quý vị khách hàng cũng đừng quên là nhấn ủng hộ cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi để tạo động lực cho chúng tôi là làm thêm nhiều video hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thì chúng tôi xin nhắc lại thì diện tích sân và nhà là 122,6 m², có chiều ngang là 5 m, có chiều dài là 24,25 m. Thổ cư thì 100%, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thì nhà gồm là sân trước, một phòng khách, một không gian bếp, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì nhà được lót gạch và ốp gạch toàn bộ rất sang trọng và rất đẹp. Giá bán của căn nhà là 1 tỷ 400 triệu đồng. Nếu quý vị khách hàng yêu thích và mua căn nhà này sẽ được tặng là hai cái máy lạnh. Thì về tiện ích thì trong bán kính là 3 km là đầy đủ các tiện ích, là gần chợ, gần trường học các cấp, gần bệnh viện, gần trung tâm của thành phố Bến Tre, vân vân. Do đó đây cũng là một căn nhà là rất thích hợp cho quý vị khách hàng chọn làm nơi định cư lâu dài, rất thích hợp cho đôi vợ chồng muốn ra riêng, vân vân. Nếu quý vị khách hàng muốn mua căn nhà này và muốn xem trực tiếp căn nhà, muốn gặp trực tiếp chủ, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị là khách hàng xem nhà và gặp trực tiếp chủ, thương lượng giá hợp lý để chốt và sở hữu ngay căn nhà này. Thì từ vị trí là căn nhà, chúng ta chạy ra khoảng là 30 m là tới đường nông thôn liên ấp. Thì chúng ta rẽ phải là hướng đi về trường mẫu giáo, trường tiểu học Hữu Định, về chợ Hữu Định. Cũng là hướng đi về chợ Tú Điên, đi trung tâm của thành phố Bến Tre, vân vân. Chúng ta rẽ trái là hướng đi ra đường Huỳnh Thắng Phát, để đi khu công nghiệp Giao Long, đi về hướng
cụm công nghiệp Phong Nẵm, vân vân. Thì quý vị khách hàng cần tìm nên đất mặt tiền, đất vườn dưa, nhà xây dựng sẵn thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi là còn nhận là quay video miễn phí là bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Thì số điện thoại của chúng tôi thì luôn xuất hiện trên video. Đó cũng là số Zalo của chúng tôi để tiện cho quý vị khách hàng liên hệ. Thì một lần nữa là xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị video gần nhất.